Honda Civic nha cả nhà. Ghế chỉnh điện. Này để ra để vô được. Ô Honda Civic vậy được không cả nhà? Hello, hello cả nhà. Đây ta cấp. Xe cũ đi 40.000 cây rồi đó mà còn xanh ra, còn mới xanh không, xin lung linh luôn, chất lượng ổn định nữa nè, khá đẹp. Có cái là xe hơi dính sình đất chút xíu. Ba cả nhà, gặp lại cả nhà trong những clip lần sau nha cả nhà. Bye bye. Đúng rồi.